Vâng, em khách của Tùng Quốc Anh Dương xin được kính chào cô bác anh chị và các bạn. Và buổi chiều ngày hôm nay xin giới thiệu tới cô bác anh chị và các bạn một cái mẫu xe cũng vừa về mới cửa hàng. Một cái mẫu xe khá là đẹp. Vâng, cái dòng xe đi cái form nó rất là đẹp luôn cô bác anh chị và các bạn ạ. Mẫu này mà cô bác anh chị và các bạn nhà mình mua về gia đình đi sử dụng hoặc là chạy dịch vụ rất là hợp lý. Và đây là một cái mẫu Chevrolet Cruze sản xuất 2010. Và nó trang được nhà sản xuất trang bị cái động cơ là 1.6 và cái động cơ cho cái dòng xe sedan khá là tiện. Nói chung với cái động cơ này thì mức tiêu hao của nó thì khá là hợp lý để cô bác anh chị và các bạn thì mình có thể chạy dịch vụ vẫn rất là hợp lý. Và cái mẫu xe này được cái form của nó là rất là đẹp. Đấy, cô bác anh chị và các bạn nhìn này, mẫu form rất đẹp. Đấy, xe đến thời điểm giờ cực kỳ là chất luôn. Đấy, gầm bệ máy móc còn cực kỳ là chất và xe đẹp nhé cô bác anh chị và các bạn, chỉ về chỉ được sử dụng thôi. Tổng thể sơn xi bên ngoài này rất đẹp. Mẫu xe này thì bên em có đã dọn rồi cho về mẫu xe này cô bác anh chị và các bạn chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm gì tất cả. Và xe đã trang bị màn hình cam rồi cái mẫu xe Chevrolet Cruze, cái phiên bản này LS cô bác anh chị và các bạn nhé. Và phiên bản này LS thì nó trang bị có hai túi khí này. Đấy, và trang bị phanh ABS theo xe. Và nó trang bị rồi. Và nó trang được độ thêm màn hình cam lùi. Còn trang thiết bị của nó thì nó nói chung là tiện dụng cho một cái mẫu xe. Tiện dụng cho mẫu xe này. Cái này em sẽ mở cửa bên kia. Em sẽ đi một vòng quanh tổng thành bên ngoài của cái mẫu xe này cho cô bác anh chị và các bạn nhà mình xem. Nói chung là form tổng thành sơn xi của cái mẫu xe này thì cô bác anh chị và các bạn nhìn này, sơn xi rất là đẹp. Về mình không phải làm gì cả. Cảm biến đùi sau xe rất là an toàn. Đây, cảm biến sau xe đây. Đấy, rất là an toàn nha cô bác anh chị và các bạn nhé. Và những cái đèn này này, đấy, đã có ốp mạc chrome hết rồi. Cả những chân kính này đã lẹt lốc hết rồi này. Rồi bốn quả lốp này cô bác anh chị và các bạn nhìn này, rất là đẹp mới nhé, khả năng sử dụng rất nhiều. Ở trong này cua lốp này chưa có vấn đề gì này, các bác nhìn này. Đây hoàn toàn là không có mục mọt gì cả. Chiếc Cruze này, thân vỏ này rất là đẹp, không có mục mọt gì cả như các bác anh chị các bạn nhé. Đây nhà mình xem này. Gầm bệ chắc lịch luôn ạ. Một chiếc xe nó cực kỳ là chất. Rất đẹp. Toàn bộ những cái cửa ốc hoàn toàn là chưa ra, ốc cửa chưa ra đây. Hay phần keo chỉ này zin cả xe này, không mất một phần keo chỉ nào nhé, các bác anh chị các bạn nhé. Đó, đây, bây giờ mình xem. Tất cả những hàng ghế nội thất bên trong này còn khá là đẹp. Và xe đã có độ lên 3 màn hình này, cô bác anh chị các bạn nhìn này. Đằng sau này có những 3 màn hình này, rất tiện cho cả nhà mình dùng. Đó, gia đình mình được sử dụng. Cái dòng này thì cốp của nó vẫn là điều khiển bằng chìa khóa. Đây là chìa khóa theo xe đấy.
là dưới này cô bác anh chị các bạn xem nó sơ cua đầy đủ. Đấy, cốp này không hề có hiện tượng lâm ba nào cả nhé cô bác ơi. Xe rất là đẹp và cam kết cho cô bác anh chị và các bạn nhà mình xe đến thời điểm hiện tại hoàn toàn là không đâm va tai nạn, không ngập nước, keo chỉ cột keo là còn chuẩn, máy chất ok cô bác anh chị và các bạn, rất là đẹp đúng không ạ? Và xe hiện tại mang tên tư nhân như cô bác anh chị và các bạn nhé. Đấy, biển rất là đẹp luôn. Đấy, cô bác anh chị và các bạn nhà mình mua về sử dụng là rất là hợp lý. Đấy, tất cả rất là đẹp luôn. Đây cô bác anh chị và các bạn nhìn này, xe cực kỳ chất nhá. Vâng, xem xe tại Kinh Môn Hải Dương, cô bác anh chị và các bạn nếu có nhu cầu và cô bác anh chị và các bạn có liên hệ trực tiếp với em Khanh theo số điện thoại 0943622611 để sở hữu cái mẫu xe này. Xe rất là đẹp luôn. Cô bác anh chị và các bạn nhà mình mua về nhà dùng hoặc là chạy dịch vụ rất hợp lý. Cái dòng Cruise NS này nó sử dụng nó đi khá là lành. Nó đi khá là lành. Đó, đây là một phiên bản sửa của dòng Lasotti. Có thể nói là đi khá là lành luôn. Rất là đẹp nhá. Vâng. Đăng kiểm còn đến còn rất là dài. Đăng kiểm đến tháng 10 2021. Xe không có vấn đề gì cả. Rất là đẹp và đến thời điểm hiện tại. Một mẫu Cruise rất đẹp. Và bây giờ xin mời cô bác anh chị và các bạn nhà mình cùng em đi vào kiểm tra phần nội thất và trang thiết bị của nó. Đấy. Vòng tua rất là ổn định nhá, cô bác nhá. Đấy. Vòng tua rất là được, rất là ổn định. Ở máy cực kỳ là êm luôn. Đây các bác nhà mình nghe xem này, tay lái trợ lực rất là nhẹ. Ở đây màn hình Android và hệ thống rồi. Màn hình cam lùi rất là nét đúng không ạ? Tầm quan sát rộng cho mình sử dụng. Và đã có cam hành trình. Đây các bác anh chị và các bạn xem này, cam hành trình. Rồi ok rồi. Tất cả trang thiết bị của nó đều hoạt động tốt cả. Ở đây tổng thể nhân lại kính nhẹ. À, tất cả đều hoạt động tốt nhé. Trang thiết bị đều không có vấn đề gì cả. Vâng thì bây giờ xin mời các anh chị và các bạn nhà mình cùng em đi kiểm tra cái động cơ nó. Với cái dòng Cruise NS này thì nó vẫn được nhằm sản xuất trang bị động cơ máy 1.6, máy xăng 1.6. Và về với cái mẫu xe này thì các bác anh chị và các bạn xem này, máy rất là êm. Chắc xe, nghe là chắc tiếng nhá. Đấy, máy rất là êm luôn, các bác anh chị và các bạn, hoàn toàn là không có tiếng động lạ nào. Và khô ráo sạch sẽ, các bác nhìn này. Máy cực kỳ là chất nữa là cô bác anh chị và các bạn ạ. Và máy vẫn còn zin luôn. Đấy, cô bác nhìn nhỉ? Xem xe tại Kinh Môn Hải Dương, cô bác anh chị và các bạn nhé. Nếu cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh theo số điện thoại là 0943622611. Xem xe tại Kinh Môn Hải Dương và một cái mẫu xe rất là đẹp cho cô bác anh chị và các bạn mua về gia đình sử dụng, gia đình mình dùng hoặc là chạy dịch vụ. Thì nếu cô bác anh chị và các bạn một lần nữa, nếu cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu với mẫu Cruise NS 2010 này thì cô bác anh chị và các bạn liên hệ trực tiếp với em Khanh theo số điện thoại 0943622611 hoặc xem xe trực tiếp tại Kinh Môn Hải Dương. Vâng, xin được cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở video clip tiếp theo.